Philippines thêm quái vật khủng, lo cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Kalei Mau là chủ công rất được kỳ vọng. Cô gái sở hữu chiều cao 1m85, thuộc top chủ công cao nhất trong khu vực. Bóng chuyền Philippines tiếp tục cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình cho tương lai, đặc biệt là cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, khi gọi tập trung một số tay đập gốc Phi được đào tạo ở nước ngoài. Theo một số trang tin bóng chuyền, chủ công gốc Philippines là Kalei Mau đã được Liên đoàn bóng chuyền thế giới chấp thuận thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này và SEA Games sắp tới sẽ là giải đấu lớn được nhắm tới. Kalei Mau là chủ công rất được kỳ vọng. Cô gái sở hữu chiều cao 1m85, thuộc top các chủ công cao nhất trong khu vực. Có chăng chỉ thua kém Trần Thị Thanh Thúy của Việt Nam với chiều cao 1m93. Cùng với việc có sự phục vụ của tay đập chất lượng này, Liên đoàn bóng chuyền Philippines cũng đã thành công trong việc xin visa cho huấn luyện viên trưởng người Brazil, Jorge Edson, người từng đoạt huy chương vàng Olympic và có nhiều năm làm việc tại các quốc gia có nền bóng chuyền phát triển như Nhật Bản hay Thổ Nhĩ Kỳ. Giải đấu đầu tiên của thầy trò này sẽ là giải vô địch châu Á mà Philippines là quốc gia đăng cai vào tháng tới. Đây là giải đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã rút lui vì tình hình dịch Covid-19. Thời gian qua, bóng chuyền đảo quốc này không giấu giếm tham vọng khi triệu tập nhiều vận động viên nước ngoài cũng như gọi về phụ công số 1 Yaya Santiago được gửi đi tu nghiệp ở Nhật Bản nhiều năm. Được đánh giá là một trong những phụ công xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines cũng đã tập trung được một thời gian dài cho các giải đấu trong năm nay. Rất nhiều người lo lắng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trước sự tiến bộ và đầu tư không ngừng của các đối thủ, trong khi khoảng cách của Việt Nam với Indonesia và Philippines gần như không còn khi chúng ta đang khá hờ hững. Tới bây giờ, khi SEA Games được đề xuất hoãn sang năm tới, thì nhiều khả năng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ không tập trung. Đây chắc chắn là một trong những điều khiến người hâm mộ thất vọng với sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia Việt Nam cho kỳ SEA Games trên sân nhà. Và tới bây giờ, việc chọn huấn luyện viên trưởng cũng là bài toán chưa được giải.